chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi, chúng ta phải đồng cảm, thấu hiểu tâm lý của khách hàng. Em thử nghĩ xem, nếu khách hàng đang buồn thì em có cười nổi không? Dạ, em ghi nhớ rồi ạ. Chị ơi, em muốn mua một cái nhẫn. Ôi, có gì ngồi xuống đây nhá, cứ bình tĩnh rồi chị tư vấn cho. Ngồi đây nhá. Thế có chuyện gì mà trông tàn tạ thế hả em? Kể chị nghe xem nào. Hỏng hết rồi chị ạ. Em với bạn gái mới cãi nhau. Chắc bây giờ phải mua món quà để làm lành cô ấy. Em uống cho cô ấy đi nỗi buồn. Đây là trà chanh mà chị. Thôi đừng buồn nữa, mọi thứ sẽ ổn thôi. Trong chuyện này chị là chuyên gia rồi. Có nhớ chưa? Thôi em cứ bình tĩnh lại. Nhìn em buồn thế này, hai chị cũng sầu não lắm. Để bọn chị đi chọn quà cho em nhá. Nếu khách hàng đang buồn, em có cười người nữa.